Có lẽ thực khách nào cũng muốn thưởng thức hải sản tươi sống đang bơi. Tuy nhiên lại tồn tại một thực tế xuất phát từ cách bán hàng của người buôn bán hải sản hay các nhà hàng hải sản. Họ chào cho khách hàng đang bơi nhưng lại chế biến cho khách hàng đã đông đá. Tôm ca đi ngược lại với cách bán hàng của số đông. Tôm ca là vựa tôm hùm Canada, Alaska và cua king nên có thể phục vụ 360 độ mọi nhu cầu về tôm hùm, cua king. Nên tôm hùm ca luôn công bố và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Để làm được điều đó, tôm hùm ca công bố hàng đang bơi, hàng yếu, hàng ngất và hàng yếu hoặc ngất đã sơ chế. Phải nói thêm rằng tại sao phải sơ chế càng nhanh càng tốt trước khi hải sản bị biến chất. Gạch, trứng, tiết hay nội tạng của hải sản nói chung, tôm hùm, cua vua nói riêng rất bổ dưỡng và có vị đặc trưng của chủng loài. Tuy nhiên, chúng cũng là những thành phần dễ bị phân hủy nhanh nhất khi lấy được hết các thành phần này ra riêng ngay trước khi hải sản bị ngất hoặc ngay sau khi ngất và có chế độ bảo quản đúng cách thì sẽ đảm bảo được độ tươi ngon của hải sản. Chính vì lý do đó nên các tàu đánh bắt tôm hùm, cua vua sẽ lọc lựa hàng và sơ chế những loại không còn khả năng sống sót ngay trên tàu, không chờ mang hải sản về đến bờ mới sơ chế. Tôm hùm ca hiểu rõ nguyên lý hay những kinh nghiệm để lưu giữ chất lượng hải sản. Chính vì vậy, tôm hùm ca làm ra các sản phẩm sơ chế tôm hùm, cua vua cả con. Tôm hùm cua vua ngất mau chất lượng, giá chỉ còn 35% hàng sống, miễn phí sơ chế, đóng gói, hút chân không. Tôm yếu hạn dùng trong 3 giờ, chỉ còn 750k trên kg, tương đương với 60% giá. Tương tự cua yếu, chỉ còn 875k trên kg. Tôm ngất, tươi, bảo quản mát dùng trong ngày, chỉ còn 500k trên kg, tương đương 40%. Tương tự cua ngất, tươi, bảo quản dùng trong ngày, chỉ còn 700k trên kg, tương đương 40% giá. Tôm ngất sơ chế tươi hút chân không đông đá chỉ còn 490k trên 1 kg, tương đương 35% giá. Cua ngất sơ chế tươi hút chân không đông đá chỉ còn 685k trên 1 kg, tương đương 35% giá.